bao. Đừng vội nha, hồi nãy em vừa mới giác thử một bao nha. Đá nghe tiếng cục đá không nha, đá thổi nha. Sao bỏ đá vô kia vậy? Sao vậy? Cái này nó nhẹ. Nè, anh đây nha. Trời ơi. Ôi. Thực ra đó là họ tự hại họ. Đúng. Tức là mấy người này cũng không thích gì ông này. Đúng. Đó, răng vô. Đó. Hoặc nha, em sẽ cho em thấy lấy hết cu lừ nha. Cu lừ là gì? Ý là lấy hết sức của mình nữa chứ quên cái là cu lừ đó. À, cu lừ quê là cái cu lừ. Không phải cái cu lừ. Anh quên cái cu lừ đó. Tại vì cái cu lừ mẹ ơi. Cu xạo á, đứng cho mẹ nó đây. Có mẹ. Cu lì thì có lại. Cu lì thì có. Cu lì cu lầy thì có. Mẹ nó là hai gian cu lừ. Không có ha. Mẹ nó là trọt gian cu lừ. Đứng đi con. Sai. Đó đi học là vậy đó. Gian cu lừ là gì? Cu lừ đó cũng hết cu lừ. Lấy hết sức bình sinh. Không, bình sinh bình thường. Cu lừ. Cái bây giờ vô đây em ơi. Em ơi. Trời nóng quá. Nóng không? Ta mồ hôi. Xuống không? Đổ cái chai đó vô cái nước cam em. Này đúng rồi nè. Gì vậy? Ôi. Bị giải. Đúng rồi. Rất là vui và mừng lắm nha. Mày quá. Chứ chung đúng là chết nè. Bữa nay không thi độc rap đâu mà hiếu thắng. Ủa sao mày chơi cái gì? Đội em còn có ca sĩ nữa mà, nói gì vậy? Bữa nay chơi nấu cơm. À? Đội của bà là những người thua nhiều nhất á. Nấu cơm, anh Tuấn. Anh Tuấn nấu cơm rất ngon. Đúng ngay chiều không nổi thời tiết. Nấu đồ nhậu không mà. Nhưng mà đội mình á có con bé Jennifer sụi lắm, sụi. Jennifer con nhỏ là thua à? Ủa là sao? Con nó sụi bé mèo đen á. Con nó là trùm sụi mà đeo là thần sụi nữa, linh thiêng lắm. Quý là thần sụi. Đội nào đeo cái đó là đội đó ngủ ngoài thì còn mong nên mình khác chứ, mình phải thay đổi. Nãy giờ anh dạy cho em cũng mất. Em đứng qua đây là nắng nè, nắng mặt kìa. Vậy hôm nay chú Giang muốn đội mình hay đội đối thủ thắng vì không nỡ để chị Phương phải ngủ khổ. Giờ tôi thì khoái mấy cái khổ lắm, cho nên tôi sẽ ngủ em. Yên tâm đi, hôm nay thế nào cũng đợi tôi cũng thắng thiệt. Nhưng mà giờ tôi khoái ngủ cắm trại rồi đó. Ủa mà thua là mình ngủ cắm trại hả? Ừ. Màn trời chiếu rách đó, hay lộn, màn trời chiếu đất đó. Anh có muốn vậy không? Không. Nắng nha mọi người, rất khủng khiếp, 37 độ rồi đó. Mà vấn đề là ở đây nó hắt, nó rác khủng khiếp. Em thoa kem chống nắng cho nó. Thật ra anh thoa kem chống nắng rồi mà cũng nhằm nhò gì đó. Ở đây khủng khiếp thật. Nắng không Huế luôn anh. Bởi ở đây nó gắt. Nhặt quá. Đang là mới 8 giờ thôi mà nó là 37 độ rồi. 8 giờ thôi hả? 37 độ anh. Tôi chưa 12 giờ, 12 giờ đây mưa. Ở đây mà phơi cá khô rồi heo một nắng rồi đã lắm ha. Không kịp lấy vô luôn á. Nếu mà một nắng là không kịp lấy vô luôn. Nửa nắng ở đây, nửa nắng thôi. Nửa nắng quéo luôn à. Cứng ngắt luôn á. Anh Lâm, giờ chị dậy tháng mấy rồi? Mười mấy ngày nữa để 15, 16 ngày nữa. Tính đặt tên gì em? Lê Dương Bảo La. Jennifer. Vậy à? Jennifer. Không được anh. Con trai mà. Em bảo Lâm đặt cái gì em đây? Em thích cái nét của ai? Ví dụ như là anh Johnny Chí Nguyễn. Vĩnh Thụy. Vĩnh Thụy đi. Vĩnh Thụy ha. Vĩnh Thụy. Để đặt cho Vĩnh Hy luôn đi. Vĩnh Hy. Không, Vĩnh Hy nghe nó bị như là tay cảnh quá hả? Đúng rồi. Vĩnh Thiên Kim không? Thích mặt của Song Lương với Vĩnh Thụy đó. Vậy hả? Ừ. Sông Thụy đi. Sông Thụy. Long Vinh hả? Vĩnh Long. Vĩnh Long ha. Vĩnh Long đi. Ừ. Cổ đất quá nha. Về mình tắm mình kỹ cổ giùm em nha. Phải bụi đó nè. Bụi đó. Trời ơi, ở dơ quá nè. Bụi đó. Thôi nhấc cổ lên coi. Nè con này, một đàn ông ở nhà đất nè. Ê nóng nha mọi người. Tắm kỹ cái cổ lên hờm này nhanh nha. Nè hờm quá trời. Râu đó. Đánh khối đó. Ừ, ở dơ nha. Chưa chốt tên, chưa thời gian đặt nữa. Bảo Lâm thấy bảo bảo trì, bảo tồn cũng được. Bảo con trai đúng không? Bảo Thiên. Bảo Bà make up hả? BB Trần á. Còn muốn mà muốn nổi tiếng dữ không? Bảo Quốc. Bảo Thi. Bảo Chi. Còn muốn chắc chắn trai không? Bảo Kiếm. Mình là đội nho nhã.
nô không vậy. Ai nho nhã đâu. Tứ linh. Thì bên đây mình lấy ra đầm sen không? Bốn người nè, mình đặt tên đội mình đi. Dùng đất tứ linh. Tứ linh. Tứ linh. Tứ linh. Tứ sứ hả? Tứ sứ. Tứ sứ. Trời ơi, trên giang hồ trộm cắp đầu đường hay gì? Thì chân nó có dần bên kia tứ linh rồi, mình tứ sứ. Mình không, mình phải đặt cái gì gọi là có học thức chút. Đó, cái câu gì là học thức lắm. Chú đổ tường đi. Bây giờ mình đặt tên là tuổi trẻ tài cao được không ạ? Tuổi trẻ tài cao à, lỡ thua nhục nha. Tuổi già sức yếu. Mình sẽ đọc một cái tên mà khiêm tốn thôi. Trạng Nguyên. Trạng Nguyên. Nghe hay nha. Nô tỳ. Tiên sĩ. Tiên sĩ. Không được. Đội mình với cái Trạng Nguyên mình Trạng Lợn được không? Cũng nghe cũng vô thú. Hồi nãy mới xuất thú rồi không chịu rồi. Thôi cho nó gọi là gì? Đoàn kết. Đàng hoàng. Đoàn kết đi. Đoàn kết được á. Chắc đoàn kết không? Chắc chắc chắc. Ok đó. Đoàn kết bền chặt. Bền chặt. Bó bền chặt. Đó. Bền chặt. Mà bền chặt nghe nó vần kỳ quá. Bền gắn bó đi. Gắn bó đi. Gắn bó cho nó sắc lên. Gắn bó. Ờ. Cái tên nó khác của anh xíu đi. À đúng rồi. Đoàn kết. Đoàn kết. Đoàn kết. Chia rẽ đi. Quỷ diệt. Quỷ. Quỷ diệt. Ôi hay á, quỷ diệt đi. Quỷ diệt. Quỷ diệt. Quỷ diệt. Sao sao tác cùng đội vậy? Tiểu thư. Đội sẽ tạo dáng và hô một cái khẩu hiệu gì đó và nhắc tên đội mình đi ạ. Nhắc tên hay là nhắc tên? Nhắc tên, nhắc tên. À, nhắc tên. Tên là anh kết. Thôi em đứng hai bên này chứ mới dễ em đứng chứ. Là sao? Ý Lâm là sao? Là anh là xuất thú. Anh ấy như vậy là ok, hồi nãy là ok đó. Thôi anh hay chơi nhẹ. Rồi Duyên Anh bây giờ hợp xuống miếng hả? Hợp xuống chứ, hợp xuống chứ. Chưa, em khoan giọng em hợp. Là thuyết, thuyết một xem. Rồi. Chí gì ngồi xuống hả? Đội chúng tôi là đoàn kết, dù thua dù lết. Vẫn luôn đoàn kết. Kết. Mạnh mẽ lên coi. Đoàn kết, đại đoàn kết. Đoàn kết được rồi. Khúc đầu nhắn nhá xíu coi. Rồi hết rồi. Đưa quay lại. Khúc đầu nhắn nhá xíu coi. Anh em hai đó. Quyết liệt chiến đấu. Đội chúng tôi là đội đoàn kết, dù thua dù lết. Vẫn luôn đoàn kết. Rồi xong. Rồi tới đội của Nhã Phương. Không, em là quỷ diệt thôi. Dạ. Chúng tôi là quỷ diệt rồi nguyên ba là quyết liệt chiến đấu. Okay. Okay. Để coi Dương nghe, Dương nghe, để coi Dương nghe. Ôi, mấy cái miếng mà hành nó trả lời đồ vì làm hoài. Ôi, áp lực quá. Ủa nói chồng em đi. Em thể hiện đi chứ. Ôi, ba cái miếng như này. Em không có nói là cứ nhìn thôi. Ba năm 2003 chứ vậy. Nhìn liền. Nhìn cái là quỳ liền luôn rồi. Cái gì? Nói cái quỳ liền. Nhìn cái là quỳ liền. Anh sao quỳ với vợ mình vậy? Cái video đó anh đang ngồi đàng hoàng thì thấy vợ cái quỳ thấy vợ quỳ. Như một thói quen. Thói quen. Ở nhà quỳ hoài luôn. Thì đâu quen đó. Đi về lại nè. Nè, vui không nè, vui không nè. Ờ, đưa ai đưa đục thừa nó đầu tiên là chết rồi. Trời ơi, ba tiếng đồng hồ rồi. Sao bên người ta con gái người ta đứng dậy muốn chết mấy anh mắt em quỳ. Thì đó em dắt gạo mà em về quỳ là đúng rồi. Quỳ người ta mới đẻ gạo lên được. Quỳ người ta mới đẻ gạo lên được. Người ta con gái quỳ. Quỳ gì mà quyết gì. Ok. Quỳ gì. Rồi. Ê, anh sắp xỉu rồi nha. Rồi. Nè, vui chúng mày vui nè, chúng mày vui cười chết luôn. Mặt tướng giống như bị bắn gì hiểu? Bên đội mình bắn nghiêm túc quá trời. Đúng gì? Ờ, mình bắt đầu chưa? Ủa sao lại bắn đầu chưa? Đứng nãy giờ. Ờ, kinh ghê hả định quay? Ghiêm bộ chưa vô? Rồi quay mép, quay mép hết. Rồi. Xỉu rồi đó. Trời ơi, đang bị từ nữa. Đói quá, đói rồi. Nóng quá. Nhìn lên người ta sắp xỉu rồi. Đúng bài. Trời hôm qua bà Phương mơ ước mấy người là có luôn trời. Ừ. Bà không muốn con Nguy thôi. Trời. Ủa cái gì? Đổi hả? Tôi mạnh nhất ở đây đó bà. Không ai bước anh Lâm được anh Lâm. Dư hai anh. Dư em. Chị Dư hả? Thương quá. Okay. Tại vì chị đang coi chiều cao á. Chơi kìa. Để gồng gánh nhau cho nó vui. À coi này vui lắm nè. Những game này là trí tuệ. Nếu các ngươi thành tâm muốn biết thì chúng ta sẵn sàng trả lời. Vì một thế giới hòa bình, vì một tương lai tươi sáng, chúng tôi là đội quyết liệt. Lại đi, chuyện đâu ở đâu? Không biết chuyện đâu ở đâu. Ờ,
hơi hám kỳ quá. Ơi. Rồi chúng tôi là đội quỷ diệt, quyết liệt chiến đấu đâu. Ơi, có đang hám giật cho một quỷ diệt hoài luôn. Không chen vô được luôn. Hai lại đứng hình luôn. Ê, camera lại nè. Còn không là quyết liệt chiến đấu để quỷ diệt. Văn dở cái gì? Con. Cho nhà chửi lắm. Mẹ cho mày đi. Ở nhà chửi nó gọn lắm. Thôi miệng đời. Ở nhà chửi gọn lắm mà cho đi làm. Miệng đời. Miệng chồng á. Ôi, muốn ăn không? Ăn không, lấy cho con bự nè. Thôi đi, ở nhà tôi đem đói bao giờ chưa mà em đi xin ăn rồi. Thì bảo nên để em đói đó. Thiệt luôn, người ta coi. Gì một miếng ăn mà hay cầm cãi đòn. Khổ tuổi thân ghê á. Tan hoang cửa nhà. Là mình đề nghị đình dẫn vợ theo. Đúng không? Thầy yêu cầu đó. Đúng rồi. Ừ. Cắt miếng này giùm. Cắt miếng này đâu ra rồi. Em yêu cầu chương trình để lại cho miếng coi là. Bữa mình cơm nấu được ăn đó. Đúng rồi, cho em mình đó. Thôi là có anh Tuấn gói cho ăn rồi. Tôi không có. Dữ quá. Ai đút cho em 3-4 muỗng cơm. Ê. Thiệt luôn á. Bởi vậy chán ghê không? Người ta không phải là người yêu vợ chồng gì mà có thanh sách nó ghê á. Còn nhà mình thì sao? Nói đi. Bởi vì anh thấy không? Đâu mà thấy rồi đó. Quá trình đâm chuyện lắm. Chuyện này cái giòn. Tại do anh sử dụng thôi. Đó, mình phải chia sẻ. Tôi thấy hết, tôi thấy hết. Anh nhìn em thì vô quay, em cảm giác anh đang nhìn em. Tại chuyến anh đi là anh ở Hà Nội luôn, định cư Hà Nội, mọi người biết không? Dạ hả? Dạ. Mọi người không trở về ha? Đúng rồi, mọi người đi ở đây luôn mà. Thì anh cư xử vậy. À, thể hiện tốt quá. Mọi người coi có một khoảng ngắn thời gian là hết rồi đúng không? Thì còn mình cảm như phải quần quật. Cái kiếp phải quần quật bao nhiêu ngày tháng mới ra được một cái chương trình cho một người hay. Mọi người xem, mọi người nhớ một em nha. Còn những người còn lại nó chỉ biết ăn thôi, chả biết gì. Nhưng nó chửi em á. Sao nó do tao không chửi mình? Anh Giang nó chửi em á. Tiện tay em bên này nó bị sao nghe gì hết trơn á. Anh có địch. Em anh có địch. Có địch là em nói cô kìa. Mọi người nhìn qua bên kia thấy bố, mọi người nhìn qua bên kia thấy bố cậu đang rất là mệt mỏi của đồng. Kê này, kê để chân xanh. Mà trên đài mở là tốt. Màu cỡ không thông. Nhà cỡ này cũng màu cỡ. Nó già rồi. Hôm nay có vợ đi chơi chung á, vui quá, bị quán từ nãy giờ luôn. Hay da. Sáng giờ sao cái thoại gì tôi quá. Tôi mình vô cho lâu cái vậy. Quán này xong nãy giờ rồi. Nói chung là mình cứ ăn kệ miễn đời. Mình bắn này cho mình. Ê, thiếu điều này hư như Lâm nha. Sao? Với anh vừa nói trong mọi người ăn lợi. Thôi mình cứ ăn mà kệ miệng đời. Mày nói em con dữ nè. Con cá chê. Con cá chê. Trời ơi cái con cá chê này. Trời ơi cái con cá chê này. Anh nói mà nói con cá chê. Em đẻ được nó đó. Đúng. Trời đẻ được luôn. Anh nói cá tra chứ. Anh nói cá tra chứ. Hám ra xịt sát khuẩn cái miệng lên. Cá tre là cái miệng ra ngay càng thối. Xịt được sát khuẩn lên. Tiểu, cho anh hỏi một câu nhỏ nè. Hôm nay trong đội em hãnh diện với ai nhất? Em hãnh diện với ai nhất anh? Nhất nha. Nhất luôn. Hãnh diện về... Về chị Nhã Phương nhất. Giờ anh nào nãy hồi sáng giờ chơi toàn thua á. Thẳng mà. Không có ghi nhận vợ mình. Không ghi nhận. Đâu thua á là... Thiệt luôn á. Mấy tập trước á khách mời nữ nhận nhiều lắm. Sao kỳ vậy? Ừ. Ủa anh sao vậy anh? Chăm sóc dữ lắm chị ơi. Lo lo. Nhất như vừa đi liền. Trời ơi mà sao anh ơi. Người chăm sóc em luôn á. Thì đó ám ảnh sợ. Bồn xấu. Không phải em thấy vậy luôn chứ không phải mọi người xấu hết trơn. Rồi vợ mình hồi nãy chạy ra chỗ chơi 50 á. Anh biết em không ăn ớt được anh còn để cho em ăn luôn. Chắc là biết trước có bông ớt. Nãy nhưng mà vô anh thấy em ăn không được thì anh phải đổi cho em món khác. Chứ gặp tôi nức nở liền, tôi khóc liền. Thiệt á? Tôi nức nở. Luật chơi mà. Sao đưa vợ tôi giờ tình huống xấu không vậy? Chơi không? Chơi. Chơi lớn. Chơi luôn. Ai thua bị nhúng. Nhúng đầu xuống. Đúng rồi. Chơi. Chơi. Chơi luôn. Bày chim nha. Nhúng đầu ngập mặt.
giật lên luôn nha. Ok. Không có nữ nữa, ví dụ nữ thì tụi anh nhắn bị kỳ em tự động nha. Đúng rồi. Đúng không? Khi nào nhắn thì nhớ, nó biết để ngồi ở đây cho nó khỏi bị nghiêng. Đúng rồi. Về hát gì bài chim, chủ đề chim hay sao? Đúng rồi. Chủ đề khác đi, chủ đề chim ít quá kìa. Đúng rồi. Mình thở ở bảy là cho hết được. Vườn chim. Dạ hát lại đồ đồ này nọ luôn nha. Rồi em hát trước luôn. Rồi ok. Chị có không vậy? Con chim đa đa nó đầu cánh đa, sao không lấy chồng gần mà đi lấy chồng xa. Em nghe gì không hơi em, con chim nó hót vang trên cành. Em nghe gì không hơi em, con chim nó hót vang trên cành. Chim trong chuồng chết chi, chim chết chi cho chó trâu chiều chuồng, chuồng, chuồng. Chim trong chuồng trơ trời trống trơn, trời chưa cho chim cho trâu chiều chuồng. Ủa cái bài gì kỳ vậy anh? Thôi cái bài đó là bài lý, là bài lý con chim rồi. Bài đó bài vô lý á. Hót đi chim, hót đi chim, hót. Bài đó bài của tôi, em nghe gì không hới em. Trời, nhúng mặt đi nè. Nhúng đi, nhúng đi, nhúng đi bạn ơi. Nhúng nữa. Nhúng đi lại. Chơi con hát được không? Em thấy nó bé không nhiệt tình để em phụ cho anh ơi. Xúc qua đi. Trời ơi, nghiêng xuồng nha. Lẹ đi. Vô đi em. Đây anh quay đi. Ê. Đây em quay cho em. Thôi anh quay nè, anh quay đồ đẹp quá nè. Trời ơi, này đúng sắc nét anh Giang ơi, để anh hỗ trợ. Anh đàn anh lên chơi vậy không được, để em phụ cho. Xuống. Anh xuống đây. À, chưa. Thôi cổ xuống. Trời ơi, em thấy có con cá sấu nó liếm cái lỗ tai em rồi. Em ơi đầu em lắm, em hợp cho sâu kẻo về mẹ mắng. Đàn cò trắng bay về nơi ta ngang. Nhắn giùm em nơi hú ngàn nhớ chàng. Có thương nhau sao không thấy tin về. Lỡ qua sông rồi. Lỡ qua sông rồi cũng nhắn giùm vài câu. Lỡ qua sông rồi cũng nhắn giùm vài câu. Không, bé nó không nhắn nhẹ giọng nhau, không nhắn. Cô đơn kìa. Không đó thôi con hả? Ơi sao đi một mình vậy? Màu đó nó không lên được đâu. Anh Giang đó, anh Giang đó. Anh thấy gì anh? Sao đi một mình vậy con? Màu đó nhắn lên. Ai đi về miền đất Quang Ninh. Ninh Bình. Miền đất Quang Ninh. Nó chụp bên trái cũng được luôn. Chú ơi, cái bèo này tại sao lại dạt qua hai bên đi chú? Cái này là nó để lọc nước. À, lọc nước. Nó là lọc nước cho dạt ra mới chèo được chứ. Đấy, bởi vì nếu như thả vào cái bèo lọc bình của mình ấy, thì nó cá. Cá à. Cho nên phải dạt cái bèo cái này. Mà nó nhiều quá, mình phải vớt ra bớt thôi chú. Thế thôi, con kể khi mà lớp này nó già thì lớp kia lại lên. Dạ. Bèo mà. Chứ không phải, phải ấy. Dạ. Cái nó không... mát à, miễn là mình cho nó cái ranh giới. Có mà cũng cò cô đơn kìa. Rít 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 rít. Thấy không rít? Thấy 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 thấy. À chú cò cô đơn. Cô đơn cô đơn người đơn. Cõi đời lạc lắm. Lo tập trung chụp đi. Sao buồn vậy con? Mẹ cò đâu? Mặt này cò đấy hả? Con cò mày đi ăn đêm. Hả? Đồng phải canh mềm. Lồn cổ muốn lồn. Hỏi sao một hồi xui xui bị con cọ qua nó mỏi. Nghe nó hiểu. Ê, sao cái kiểu đó anh lên không mỏi ta? Lộn cột. Trước nhân tiếng nào. Sao đây là tiết mục dùng đầu đập đất sét. Thôi chơi kỳ vậy. Lên nhạc cái đã, cho lên nhạc cái đã, diễn rồi lên nhạc cái đã đó. Thôi anh làm đi, anh làm đi. Đau nha, đau nha. Ê, đồ thừa mới mới lạnh. Mình lao cái tôi đi mình. Ôi, hai đứa mình. Mà anh thua thì anh ngủ ngoài. Em đâu chịu nổi. Chịu được ạ, chịu được ạ. Sao mà đó được. Yeah. Nhưng mà nếu quả thật là team chị Phương phải ngủ gọi là ngủ khổ á, thì mình có muốn chủ động nhiều phần ngủ sướng hơn chị Phương để mình nghe hay không ạ? À? Hay mình có dự tính gì trong đầu không? Những dự tính thì nói trên trống mà bắt tụi nó ở đây không có đâu. Thấy chưa? Hà Hồ xin thì... dạy. Ê, Rít, anh nghĩ là ở trong phòng mới lạnh chắc cũng không ổn đâu. Không, đỡ hơn đây chứ. Đỡ không? Đây thấy sấm sét không? Không, ở đây để cho những người dễ ngủ như là ngồi cái quy này hiếu thứ hai.
hay là Lý Vũ Lâm đùa kiểu đó, nằm chú ngủ liền á. Chị Phương có sợ loại côn trùng nào không? Chị hả? Chị thì chị có sợ rắn thôi chứ không có sợ gì hết. Anh đừng sợ nhất nhỏ đó. Thì đó đó đó. Răng. Nói gì đi. Gì nói gì vui vui đây. Em chỉ mong là tối nay nếu mà chương trình có thương xót thì cho tụi em hãy ngủ chung một chỗ thật là đẹp, thật là ấm cúng với nhau. Chứ em thấy ngoài trời này là có vẻ là không ổn lắm đâu nha. Nóng, nóng lắm. Với lại cỏ này nó chỉ chỉa lên rác người lắm. Cũng có thể có mưa nha. Thì thứ hai mày đòi em luôn hả? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Thứ hai là Phương. À em mới đòi anh mà. Không biết nữa, không có nhớ. Anh chơi chung đội em từ sáng giờ luôn á. Mà tâm tưởng anh bên đội của Phương không mà. Cứ nghĩ thiếu thứ hai mà. Anh chỉ nghĩ tới vợ anh không thôi. Không dám tâm tưởng tôi đâu. Sáng giờ đâm bao nhiêu cái nhát dao vô người. Nói gì thôi để mà Dương đóng kích tay á, hiểu không? Cho mọi người trong đội không có nghi ngờ thôi. Nhường cho Phương quá trời. Yêu thương như vậy. Biết không, hôm nay leo lên núi mà anh không có hồn vía gì hết. Đi mà đầu cứ nghĩ chết rồi, bây giờ Phương có bệnh làm sao. Đi nguyên vàng cây đẹp sáu múi mà mình trong khi nó bụng bự bụng vệ như thế này về Phương có chán mình hay không? Cái bản nào vậy? Thiệt, đi không hồn vía gì hết. Buồn rầu hả? Không dứng không thèm nói mà luôn. Mà nhắc chị 600 lần. Thấy ghê không? Buồn này. Ê, này nói ghê, đi 500 bậc mà nhắc em 600 lần. Ủa đọc kinh hả? Bước lên cái nhà Phương. Mà anh hôm qua Huy với anh Tuấn là có nói là có khi khuyên hay gọi điện ra vậy. Bữa chứ anh đâu gọi cho em đâu. Mấy ngày đi qua anh không gọi cho em. Em luôn à. Không có mấy anh đã nói vậy đó. Em phải nói. Thôi xong rồi anh đi quay hôm qua anh không hề nhường em. Trong khi mấy bạn nói anh đi quay mấy người khác là anh hả chăm sóc dữ lắm. Tao ngủ trước anh không à? Thì làm thay làm sao thấy gì? Còn cái chuyện mà nhường nữa sao em coi là em biết à? Nhưng mà vấn đề anh gọi cho ai? Gọi nó gọi vậy? Hôm trước, mấy lần trước. Đâu gọi đi lên một kia anh cũng không gọi cho em, mọi người chưa có đi một người. Mà đi một kia không hề gọi cho em. Cái bữa em còn gọi cho anh có kêu máy. Cái bữa tôi ngủ kế anh Giang á, tự nhiên khuya mà anh ngủ xa anh kêu Trinh, Trinh đây, Trinh, Trinh, Trinh đây, Trinh. Cái tên ngủ nữa, ngủ mấy đêm là kêu mấy tên Trinh, Mai, Mai. Bà gọi bác sĩ Chiến nó vui. Hắn gì vậy? Chút xích ở đâu ạ? Bác sĩ Chí nói chút xích ở đâu ạ? Nói chút xích người ta bán ngoài đường. Trời đất ơi. Rồi đau bụng chưa? Nó dạ không đau bụng. Có đi ngoài tiêu chảy không? Dạ không. Ừ. Bước đầu của ngộ độc. Cơ thể nó không chịu nên nó ói ra hết. Đó là cơ thể nó không chịu nên phải ói ra. Lên xe hấp miếng cháo. Nha. Mang dép đi, bình thường anh dịu dàng với em, bây giờ anh bệnh anh cũng... Nói lì quá mà. Đi, mang dép chưa? Có gặp ẩm ra xe không? Anh mệt quá, chứ rồi anh... Nhạc sĩ người ta coi thường. Đi thằng Hoàng. Ủa ai uống trái dừa vậy? Tưởng bà vợ nữa chứ. Sẵn sàng chưa? Đi. Em có biết làm ói mấy thao không? Không, mới làm 2 thao. Trời ơi. Đi xe này đúng không? À, đi xe bác sĩ, đi xe Tuấn Anh luôn hả? Rồi rồi. Đi đâu ạ? Đi chung xe với anh luôn. Ngồi phía trước. Hey. Thôi, bớt. Hey. Để cho lên ngồi chung luôn anh. Dạ. Ngồi phía trước. Trước đi. Rồi cho Phương ngồi phía trước anh. Về phải. Em phải trở lại rồi ạ. Sung bạc hía lắm. Quý mến nhau, luôn đi đua học chẳng tiền tới. Quyết kết trời, giữ dân bền, giúp đỡ nhau xứng đáng trò ngoan. Giỏi lớp trưởng.
dọ lớp trưởng tối nay có rảnh không vậy? Không. Hôm qua tao mặc đồ bệnh viện, tao mặc đồ bác sĩ ra để chữa cho con đi tập. Tao đang được cộng đồng người. Gì? Anh. Hả? Cái gì? Mày làm gì vậy? Vô đây nằm với anh này cưng. Em với anh lộ ảnh giường chiếu hả? Trời ơi. 3, 2, 1. Xin chào, rất vui gặp được mọi người trong chương trình 2 ngày 1 đêm. Tôi là Lê Dũng Lâm, tôi đang thực hiện thử thách luyện độc thành tiên trong một hơi thở duy nhất mà không vấp, không sao bất kỳ từ nào. Tại sao tôi lại làm điều này? Tại vì tôi làm được, tại vì tôi nấu năng trôi chảy vô miên thoải mái hơn rất nhiều bạn. Không bao giờ rớt, luôn có những người đi chập miên ra và đều đặn chạy. Không bao giờ vấp bảo gà, ông tôi nghệ sĩ người ta nói chuyện. Và trôi chảy nhưng đều tan lại ơi. Và sẽ ra ở đâu trôi càng mà ta kết thúc. Tắt thở luôn à. Tắt thở nha. Vừa làm vậy chưa? Đang xuất khẩu cho đất luôn. Nó bài nó nhận của mình bài. Tổng quạt 1, 2, 3. Vỏ quạt lên đó, nhìn ba chị cho hình chùi vậy thôi. Đứa đồ cười chuẩn bị gì? Nếu như em thắng thì em sẽ khóa môi anh. Còn nếu em thua em sẽ khóa môi biên tập. Sao cái nào em cũng thiệt hết vậy? Được chưa? 3 2 1 Mình mắc cười từ từ. Ủa tự nhiên lúc nào mắc cười anh nói mắc cười. 3, 2. Nếu mà em cười là em yêu anh đó nha. Xong rồi đó. Cá nhờ nguồn, ngược về dòng sông, con chim nhớ ngàn, ngược về tổ ấm. Năm gà mà không biết gây là con gà con, gà mà biết gây là con gà cha. Ngày xưa em như chim sáo, sống vô tư hay mộng mơ nhiều. Năm, bốn. Có con chim đa đa. Đa đa, đa rồi. Hãy đây đây rồi. Đa đa, gì nữa đa đa. Có con chim đau đau đây nè. Một. Hai. À, em ơi đừng nghỉ nữa, bún này cân bún này lo bún này đừng nghỉ nữa. Rồi, hiểu thứ hai. Đây, để em bún nha. Bên đây nhức nhức nó qua nhức rồi, bên đây đậu nhức. Bún không? Dằn cái bụng tay luôn. Ok đó. Bún nhẹ. Bún vô luôn. Bún vô luôn. Kệ người ta. Kệ đó, đúng rồi, lát lát mình sao. Anh bỏ qua lượt anh rồi, hồi nãy anh nè, cái xong anh không bún. Một món quà phương xa của Kiều Minh Tuấn quê ở Vũng Tàu gửi đến bạn với lời nhắn là hơi đau nha. Lẹ. Hơi đau nha. Lẹ. Đây quà của Kiều Minh Tuấn. Tập trung. Bé này anh em không à, thương bao nhiêu năm, 10 năm chơi chung rồi. Không có vậy nha, vậy bún hai cái. Anh đâu, hai cái. Con vàng ghê á. Hai cái vẫn ổn. Ghê quá, anh em ơi, xem. Không, hết giờ. Nghỉ chơi đi. Yeah, không biết nào, yeah. Cá nhờ nguồn, ngược về dòng sông, con chim nhớ ngàn, ngược về tổ ấm. Năm. Gà mà không biết gây là con gà con, gà mà biết gây là con gà cha. Ngày xưa em như chim sáo, sống vô tư hay mộng mơ nhiều. Năm. Bốn. Có con chim đa đa. Đa đa, đa rồi. Rồi. Hãy đây đây rồi. Đa đa gì nữa đa đa. Có con chim đau đau đây đau nè. Một. Hai. À. Ê em ơi đừng nghỉ nữa, bún này cân bún này lo bún này đừng nghỉ nữa. Rồi, hiểu thứ hai. Đây, để em bún nha. Bên đây nhức nhức nó qua nhức rồi, bên đây đậu nhức. Bún không? Dằn cái bụng tay luôn. Ôi hê đó. Bún nhẹ. Bún vô luôn. Bún vô luôn. Kệ người ta. Kệ đó rồi, lát mình sao. Anh bỏ qua lượt anh rồi, hồi nãy anh nè, cái xong anh không bún. Một món quà phương xa của Kiều Minh Tuấn quê ở Vũng Tàu gửi đến bạn với lời nhắn là hơi đau nha. Lẹ. Hơi đau nha. Lẹ. Đây quà của Kiều Minh Tuấn. Tập trung. Bé này anh em không à, thương bao nhiêu năm, 10 năm chơi chung rồi. Không có vậy nha, vậy bún hai cái. Anh đâu, hai cái. Con vàng ghê á. Hai cái vẫn ổn.
ghê quá. Anh em ơi, anh em mà xem. Không không, hết chơi, hết chơi. Nghỉ chơi đi. Băng ngoài này, băng ngoài. Băng ngoài luôn anh. Nhưng mà trường mới có ít phút à, phải trường hơn nữa. 15 20 phút lận. Tốt quần quá. Vậy đi em ơi. Sao đâu? Không sao đâu, mẹ tròn con vuông, không sao đâu nha. Đâu đừng đánh con đâu, con trai nha. Con trai gái. Con thương nha. Cười cho nó niệm. Giống ba, giống mẹ, À, cái này giống ba nha, đặt tên gì ta, đặt tên gì? Vạch vập gối. Nè, con này hôn con đi. Ôi, anh làm gì vậy? Tự nhiên giống như là người ta đang gì? Trong, trong chị. Nè, con nhanh nha. Ôi, giống quá, y chang. Game mà có tiếp tục không ạ? À. Còn Giang nha, nhảy em đâu muốn đấu với Rít hả? Anh khổ rồi. Nhiễm trùng với lại cái cộng dây điện hả lộn? Không. Cái gì mà để người ta khâu vô? À, không cái chỉ là... dây điện. Chỉ khâu. Chỉ khâu. Nó bưng mũ. Bưng mũ rồi. Nhưng mà vẫn hay. Hả? Anh Kiều Minh Tuấn hay lắm vậy, tại vì ban đầu nghe anh mổ sợ là anh chơi không nổi. Nhưng mà mỗi khi mà ra set là anh chơi hoàng hoại, anh chơi ấy lắm. Không có gì anh mới liệm đi. Mà anh liệm anh không cho mọi người thấy, anh chui vô mấy gốc cây á. Hôm qua trời ơi, thấy thương lắm. Cái con thỉ đó, con bụt đó. Em được. Cái hai anh em chui vô gốc tối, đầu xích dầu cho nhau. Khóc không? Khóc, sợ mọi người biết. Mẹ gọi. Tắt máy luôn. Tắt máy. Không dám. Bao nhiêu bạn em xin như vậy. Không dám qua pizza phone. Không dám luôn. Cái được quên hả? Quên mẹ biết. Ăn xong mà tính xấu gì? Không. Làm ăn táo không? Có bón không? Em tạo ra ma đúng không? Tạo gì? Chương trình ơi, tôi nghĩ là phải sạch là cái khúc đó kêu là gì? Để coi có đập thiệt hay không? Là. Đúng. Nếu mà không đập thiệt, tôi sẽ có một buổi họp mặt với báo chí truyền thông một ngày. Báo chí? Tôi nghĩ là em đang tạo ra ma. Mấy số trước thì tôi thấy em hơi nhạt. Cho nên tôi nghĩ là em tạo ra cái câu chuyện này để mọi người quan tâm em nhiều hơn. Chứ ai mà đập gối xuống mà hồi phục nhanh như vậy? Mà cái nhiệt độ cao nó có chút xíu à, mà đau gì mà đau dữ vậy? Đúng. Tôi nghĩ cái vấn đề này gọi là tạo ra ma để mà thu hút, đúng không Tuấn Phi? Đúng rồi, cái kiểu cách này đó, cái là Phi nó nói gì thôi, những người thường ai nói. Dạ đúng vậy. Này giọng thái giám nha. Ủa? Anh, lát nữa em vô rừng thì anh cho em một cái kịch bản để mà em có thể tạo một cú tuyết được không? Được. Ừ, mời anh. Anh bị hổ ăn thịt đi. Ai? Đơn giản thôi, anh đó. Hổ ăn thịt. Hổ ăn thịt anh. Hổ bồ. Ôi, cú tuyết ghê quá. Không tôi quyết đi. Ngạc miệng ngạc quá. Anh đang vi phạm luật nhân quả rồi đó. Đẻ suối, đẻ thác. Rồi. Đừng nói nhạc thôi.